Xin chào quý chủ nhân, chào mừng bạn đến với cộng đồng thượng lưu của Swan City, những thành phố hạnh phúc. Để đem đến một cuộc sống khoáng đạt và bình yên trong một không gian xanh thuần khiết cho gia đình ngay khi nhận nhà, các khu đô thị của Swan City đều được bàn giao trong điều kiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng với các tiện ích sẵn sàng đưa vào hoạt động. Ngay bây giờ đặt chân tới Swan Bay và Swan Park, quý khách có thể cảm nhận ngay thiên nhiên hài hòa và cảnh quan xanh mát kết hợp với khí trời, nắng, gió ven sông mang lại cảm giác bình yên, thư giãn. Các tiện ích nội khu và sinh hoạt cộng đồng đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Đây sẽ là nơi quý cư dân giao lưu, gặp gỡ gia đình, bạn bè và hàng xóm. Tram Swan Park với mô hình chợ phiên cuối tuần container hiện đại là địa điểm vui chơi, giải trí và ẩm thực tuyệt vời. Tọa lạc tại vị trí đắc địa sẽ giúp quý chủ nhân kết nối thuận tiện với các tiện ích của địa phương. Sau đây là 8 bước đơn giản hướng dẫn nhận bàn giao nhà. Chào mừng những cư dân đầu tiên đến với cộng đồng cư dân Swan City.